cứ trời sập nắng là bà ba lên đường. Chiếc xe cà tàng tự sáng chế là phương tiện giúp bà khởi nghiệp, một sự nghiệp từ thiện mà bà tự nhủ sẽ theo đến cuối đời. Hồi trước có nhiều người cho mà, nhưng mà sau đối cùng cái chợ dẹp hết, có còn chừng 2 chủ 3 chủ mà cũng đủ ăn hàng ngày. Vô xin chiều thì ngày mai đủ ăn, cái chiều mai xin cái ngày mốt đủ ăn vậy đó. Con này cho mấy năm nay, bữa nào bán hết cái đồ nhiều, bữa nào bán mắc là hay có đồ. Ngon ngay, lấy được chả một tủ cho bà ba luôn đi. Cảm ơn nghe con. Trời ơi, bữa nay khách sáo. Trời ơi, vậy chứ sao. Cảm ơn. Khu chợ bên hông bệnh viện Gia Liễu, thành phố Cần Thơ đã quá quen với vị mạnh thường quân vô sản này. Một mình một xe, bà đi từ đầu đến cuối chợ, thu gom rau củ cho 50 suất ăn của ngày mai. Và đương nhiên, tất cả đều miễn phí. Nhìn con đường mà bà lão 80 tuổi đã đi suốt chục năm, ít ai dám nghĩ tuổi già thì sức sẽ yếu. Về nhà xong mỏi mê, nó làm như nó đau đâu hồi đời nào, chứ vô đây thì đi bay bay mà nặng cũng không có sao hết trơn. Cho nên gì đó kiên trì. Tôi cũng giá trời, tôi mạnh giỏi, tôi mừng cho vuông tròn. Người ta lại đây người ta làm hổng cơm người ta ăn, gắng cố gắng phải mừng. Với rau củ xin được ở chợ, bà ba chỉ có thể đãi bệnh nhân và người nuôi bệnh những bữa cơm chay thanh đạm. Nhưng đó là những bữa cơm đều đặn mỗi trưa và chiều, bất kể lễ, Tết. Nếu lỡ nắng mưa làm uể oải thân già, bà cũng không để lỗi hẹn với lịch phát cơm. Cái gạo á, từ ở ngoài bà con người ta thương tình, ta đem vô ta cho. Còn cái này bằng giấy cảm tạ cho người cho mình nè, rồi tôi phải ký tên đây nữa nè. Còn cái dầu ăn đồ đó, từ ví dụ bác sĩ nghỉ hưu, bác sĩ biết ở đây là nghèo vậy đó, bác sĩ cung cấp hàng tháng. Không lương, không phụ cấp, không chức vụ, bà ba chỉ có bằng khen và một góc bếp cũ kỹ để làm vốn cho 10 năm từ thiện. Dì ba thì lúc nào cũng mở rộng niềm nở hết, kêu dì ba chứ theo lẽ hả, kêu dì ba là chặn tuổi của bà ngoại đó, bà cũng thương em lắm. Em cũng hay lên xuống ngày xuống, cũng không biết cỡ bao nhiêu giác nói. Có góc bếp của bà ba, những bệnh nhân nội trú thấy ấm lòng. Tứ xứ thấy gần nhau vì được ăn cùng một bữa cơm nóng hổi lúc xa quê. Nhiều người ta than, người ta không tiền đóng tiền thuốc, không tiền mua ăn. Mỗi một ngày hai người ăn là 60 ngàn. Rồi tiền thuốc, tiền phòng nữa, người ta sống không nổi. Cho nên tôi gắng kiên trì để khi nào tôi hết nổi tôi mới về. Chưa biết khi nào thì lực không còn có thể tòng tâm, khi nào vị bếp trưởng không biên chế này mới được về hưu. Nhưng trước mắt bà vẫn là mạnh thường quân, là chiếc lá không lành mang tấm lòng nghĩa hiệp như cổ tích giữa đời thường.